Đan Trường đau lòng vì fan ruột giấu chuyện đau ốm, âm thầm qua đời. Trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Đan Trường vừa có bài viết đầy xúc động, nhắn nhủ fan ruột vừa đột ngột qua đời. Theo đó, một khán giả nữ còn rất trẻ từng theo ủng hộ sự nghiệp của Đan Trường suốt mười mấy năm qua vì bệnh tật nên đã mãi mãi ra đi trong sự ngỡ ngàng của chính nam ca sĩ. Đan Trường bùi ngùi chia sẻ, em là một người em cũng là fan ruột của anh em mình đã biết nhau mười mấy năm rồi, em luôn có mặt trong các show diễn lớn nhỏ của anh, các sản phẩm của bé Mathis em cũng luôn ủng hộ, cả book phòng khách sạn giá đặc biệt em cũng giúp anh, hai anh em mình thi thoảng vẫn nói chuyện với nhau, em còn hay comment trên mấy bài post Facebook của anh, gần đây với mấy câu rất là vui tươi nữa. Vậy mà khi em bệnh mấy tháng nay em chẳng hề than câu nào trên mạng, cũng chẳng hề nói gì với anh để anh biết mà chia sẻ với em. Đan Trường tâm sự, khi hay tin fan ruột qua đời anh đã bàng hoàng và thương người em vô cùng. Được biết fan girl của Đan Trường qua đời khi mới 37 tuổi. Theo hình ảnh chia sẻ của nam ca sĩ, fan girl này đồng hành cùng anh trong rất nhiều show diễn lẫn sự kiện. Theo chân Đan Trường trong đoạn đường dài sự nghiệp, nhưng khi lâm bệnh, cô lại giấu thần tượng. Chính điều này đã khiến nam ca sĩ đau buồn, xót xa nhiều hơn khi nhận tin fan girl này đột ngột qua đời.